Tại vì em cũng có tỏ tình á anh, nhưng mà bị từ chối. Anh tỏ tình luôn hả? Dạ. Nào kỳ lạ trời. Sao dễ thương gì mà từ chối à, thiệt tình luôn. Dạ, hôm nay em lên đây thì em nghĩ rằng cái người bạn bên đây á, sẽ là em thử tưởng tượng coi bạn có giống như cái điều mà em nghĩ không. Em thích một người con gái là dịu dàng, dễ thương, hiền lành, cùng em san sẻ công việc gia đình. Quan điểm của em là thì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đàn ông rửa bát, nàng mà nấu cơm. Dạ. Rồi nhưng mà rồi ngoại hình thì sao nè? Thấp hơn em chút xíu cũng được. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, em mét 64. Em mét 64, em mét nhiêu cưng? Dạ, em mét 61. Mẫu hình lý tưởng nào nói cho dễ hiểu đi. Ừ. Một cái người nào mà em có thể nghĩ tới á. Ừ, em thích ai? Dạ. Mi. Hả? Mi gì? Mi du. À, Mi du. Dạ. Mi du. Thích dạ. Một người giống nói như Mi du. Nói cho nó rõ nha. Dạ. Thích mà ngại không chịu nói đâu là sao? Em nói Mi du mà em lên tông là mệt lắm. Dạ. Nha. Nói chứ cưng dễ thương lắm á. Được rồi. Còn em sao? Dạ, về mẫu người lý tưởng của em á, thì về ngoại hình á, sẽ có hai cái kiểu người mà làm cho em thu hút. Thứ nhất á là cái người mặt hiền mà hay cười. Còn thứ hai là cái người mặt lạnh lùng giống như kiểu mà cầu thủ Lương Xuân Trường ấy. Dạ. À đây. Đây là mẫu hình lý tưởng. Nhưng mà đây là cái tiếp người lạnh lùng. Nhưng mà bạn lại nói là cái tiếp người trên là nhìn vô mặt dễ thương hay cười. Đó thì em là tiếp thứ nhất á. Em trai đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với lại sếp và mấy cô là mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dễ thương ghê, dễ gây ấn tượng lắm á. Thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Hôm nay thì là thủ trưởng của bạn Phúc. Bạn Phúc. Ủa Linh, về. Về. Mời nhà trai. Chào ông trai. Chào chị Hồng Vân ạ. Và bạn nữ còn kế bên. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Đoàn Văn Phúc. Năm nay em 32 tuổi, sinh ra bản lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên Ủy ban nhân phường 15 quận 5. Là quận bên tôi đó Linh ơi. Đúng dạ. Rồi đó. Nha, đó, đây đúng quận đi. Rồi, đúng phường luôn rồi. Tôi với ông đổi chỗ không? Rồi, cưng giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Trúc Phương, em 27 tuổi, đến từ Bến Tre và hiện tại thì em đang là nhân viên phòng thí nghiệm tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dễ hả? Tức là cưng làm ở Củ Chi hả? Dạ, em làm trong khu du lịch Một Thắng Việt Nam ở Củ Chi ạ. Ồ, trời, hôm nay cỡ nào tôi cũng phải gả nhà gái cho bên nhà trai nè. Rồi, em trai. Em là làm ở phường, em làm cụ thể làm cái gì? Dạ, công việc ở phường em làm văn phòng thống kê ạ. À. Là thống kê mấy cái sân khấu mà bán vé này kia đó. Dạ. Dạ không ạ. À. Em làm thống kê là em tổng hợp số liệu như điều tra kinh tế hay điều tra dân số hay là những số liệu về bán vé giả với đồ đó. Dạ không ạ. À. Rồi là em có công tác thêm thu thuế đất thêm cho phường thôi. Dạ. À. Rồi có liên quan gì tới sân khấu và bãi xe gì không? Dạ thì ở công tác ở phường thì nó sẽ có thêm một số, ví dụ như là mình cũng chạy một hội nghị á. À. Thì em có thể hỗ trợ thêm chạy chương trình hay làm MC á. Rồi hay quá, vậy là có không vậy? Nhờ rồi đó. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ về điểm mạnh thì tính tình của em dễ chịu, vui vẻ, cũng hòa đồng, hay giúp đỡ bạn nữ trong phường. Hay giúp đỡ bạn nữ trong phường hả? Dạ, đúng bạn rồi. Nữ nam sao nữ kỳ vậy? Dạ như là như trong phường á thì đôi khi một số bạn nữ sẽ có công việc như phiên gác hay này kia á thì đúng em rồi, nhưng bình thường thôi. Dạ. Tức là mình nghi ngờ chứ biết nữa. Không, mình xài chữ là mình ga lăng với đúng phái rồi, nữ. Rồi, ga đó, lăng vậy đó. Ông Lê Tuấn Anh ông ga lăng kinh khủng lắm. Đừng có đốt nhà ông nội. Dạ. Có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu thì tính em cũng gục ghè với đám đông. Còn em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, thưa chị thì điểm mạnh của em á là em là người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm mọi người. Em thích nấu ăn và cũng có một chút xíu năng khiếu về nghệ thuật như là vẽ hay là hát. Còn về điểm yếu thì em là một người khá là nhạy cảm. Với lại là em rất là dở những cái môn thể thao á chị. Ừ, thực ra nhạy cảm mới làm nghệ thuật được. Rồi. Nhưng mà nhạy cảm có nhiều vấn đề. Bạn trai có đường tình duyên thế nào? Dạ, thì đến nay 32 tuổi em được trải qua hai mối tình. Thì một mối tình gọi là tình đơn phương thôi. Thì em cũng thích một cô thì cũng được khoảng 3 năm. Thì nhưng mà nhiều khi em cũng cố gắng. Nhưng mà đôi khi là do quan điểm của khác biệt á. Em thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Thì cô ấy thích sự ồn ào. Nên đôi khi không thể nào đến được với nhau. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì
đúng do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình không biết là mình có chân thật không á, nên chia tay cô ấy. Ủa lần sao vậy, em yêu mấy năm? Dạ đại loại như vậy nè. Để tôi phải cứu bồ, tôi cứu bồ phường tôi mới được. Dạ. Ừ. Giống như là cô ấy đến với nhau rất là nhanh. Em sợ tình yêu đó không chân thật cho lắm. Đó, nên em đã chủ động nhắn tin chia tay cô ấy. Đó. Dạ. Em đã chia tay người đó bao lâu rồi? Dạ khoảng được 2 năm hơn. 2 năm hơn, từ đó đây em chưa quen một người nào nữa hả? Dạ, trách nghiệp ha, dạ. Trách nghiệp ha, dạ. Chắc nghiệp á, đúng không? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay á, là giải mã được nha. Dạ. Để okay. Anh qua anh hỏi bên kia dạ, coi dạ. Nếu người ta đồng ý liền là khoan nha. Từ từ, phải sau tháng mới được. Chào em gái dễ thương, cái đường tình duyên của em sao? À, dạ thì em chỉ trải qua một mối tình thôi mà nó cũng kết thúc cách đây hơn 8 năm rồi ạ. Dạ, và trong khoảng 8 năm đó thì 8 năm sau này thì em cũng có thích một vài bạn nhưng mà không có tiến tới ạ. Ngại hay sao? Dạ tại vì em cũng có tỏ tình á anh, nhưng mà bị từ chối. Anh tỏ tình luôn hả? Dạ. Nào kỳ lạ trời, ta dễ thương gì mà từ chối à, thiệt tình luôn. Dạ, hôm nay em lên đây thì em nghĩ rằng cái người bạn bên đây á sẽ là, em thử tưởng tượng coi bạn có giống như cái điều mà em nghĩ không. Em thích một người con gái là dịu dàng, dễ thương, hiền lành, cùng em san sẻ công việc gia đình. Quan điểm của em là thì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đàn ông rửa bát, nàng mà nấu cơm. Dạ. Rồi nhưng mà rồi ngoại hình thì sao nè? Thấp hơn em chút xíu cũng được. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, em mét 64. Em mét 64, em mét nhiêu cưng? Dạ, em mét 61 à. Em có đó, mẫu hình đó, lý tưởng nào nói cho xíu. Dễ hiểu đi. Ừ. Một cái người nào mà em có thể nghĩ tới á. Ừ, em thích ai? Dạ. My. Hả? My gì? My du. À, My du. Dạ. My du. Thích dạ. Một người giống nói như My du. Nói cho nó rõ nha. Dạ. Thích mà ngại không chịu nói đâu là sao? Ngại. Em nói My du mà em lên tông là mệt lắm. Dạ. Nha. Nói chứ cưng dễ thương lắm á. Được rồi. Còn em sao? Dạ về mẫu người lý tưởng của em á, thì về ngoại hình á, sẽ có hai cái kiểu người mà làm cho em thu hút. Thứ nhất á là cái người mặt hiền mà hay cười. Còn thứ hai là hiền cái người mặt cười. Lạnh lùng giống như kiểu mà cầu thủ Lương Xuân Trường ấy. Dạ. À đây. Đây là mẫu hình lý tưởng. Nhưng mà đây là cái tuyếp người lạnh lùng. Nhưng mà bạn lại nói là cái tuyếp người trên là nhìn vô mặt dễ thương hay cười. Đó thì em là tuyếp thứ nhất á. Em trai đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với lại sếp và mấy cô là mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dễ thương ghê, dễ gây ấn tượng lắm á. Thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Hôm nay thì là thủ trưởng của bạn Phúc. Bạn Phúc thì ở trong đơn vị thì hết sức là hiền lành, chất phác, làm việc rất là có tâm và đầy trách nhiệm. Thì bạn Phúc này thì ngày thất tịch đó, người ta ăn có một chén chè hà, để có bạn gái để bạn ăn. Mỗi năm bạn ăn một nồi chè mà 7 năm nay rồi. Chưa có bạn gái. Chưa có bạn gái. Về bạn nữ bên đây thì chắc chắn là sẽ hợp với gu bạn Phúc. Bởi vì bạn nữ bên đây là tóc đen, rồi mái tóc ngang vai, nói năng nhỏ nhẹ, rất là dễ thương. Đến với chương trình hôm nay thì cũng là cái duyên. Thì thôi hai bạn tìm hiểu với nhau, rồi chúng ta có cái kết. Đó là do hai bạn quyết định. Cuối cùng thì cũng rất là cảm ơn chỗ chị Hồng Vân đã ủng hộ hết mình cho phường nhà, cũng động viên bạn phường nhà cố lên. Dạ, đó, xin cố hết. Lên phường nhà cố lên. Em nè, em đi với ai? Dạ em đi với em họ và các bạn đồng nghiệp á. À rồi xin mời đại diện nhà gái. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Nói về bé Phương á thì bé Phương nó rất là hiền, biết chia sẻ với mọi người, hòa đồng nữa, nấu ăn rất là ngon. Cái này thì khỏi chê. Còn bạn bên đây thì chị thấy hơi chút nhát, nhưng mà chắc cũng hợp với em á. Nói chung là nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội. Mở rào đi. Qua đi. Anh tặng em ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi đây, đồ của mình đây. Dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn em. Rồi, mở dạ, ra anh có thể lấy cho xem. Dạ đây là một bức tranh bằng giấy gió mà em tự vẽ. Và em rất là thích cái loại giấy này, tại vì nó là làm hoàn toàn thủ công luôn. Và nó rất là để được rất là lâu, khoảng vài trăm năm lận. Nên em hy vọng rằng là nếu mà mình hôm nay mình có tiến tới được với nhau đó, thì mong là nó sẽ bền lâu giống như cái tờ giấy gió này ạ. Dạ. Ở phía sau nó còn có một bí mật nữa thì anh
đây là cái hình mẫu lý tưởng mà trước khi mà đi á em tự vẽ ra thôi. Anh xem thử coi giống anh được bao nhiêu phần trăm à? Trời ơi, giống dữ trời. Giống mà nha. Cái hình đeo kiến luôn nè. Sao giống quá vậy? Đúng không? Sao tự nhiên em lại nghĩ? Trời ơi. Giống y chang luôn á thiệt mà. Dạ dạ. Rồi đó, hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Dạ anh thấy em là người thế nào ạ? Anh thấy em người dễ thương, hiền lành, thích nấu ăn thì anh cũng thích nấu ăn là được rồi. Tại anh nấu ăn không giỏi lắm, anh chỉ biết rửa chén thôi. Tại hồi trước anh hay đi bộ đội á, nên mấy công việc rửa chén hay giặt đồ hay này kia thì anh biết. Vậy anh nghĩ như thế nào khi mà anh, nếu mà anh quen một người là con một á, tại vì em là con một trong gia đình á, thì em cũng có nhiều việc phải lo, thì anh có bận tâm gì không ạ? Không, không có gì hết. Tại vì thật sự ra thì yêu nhau thì mình cùng nhau san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua thì lúc đó mới thấy là chân tình. Em có cảm nhận như thế nào về anh? Dạ đầu tiên là em thấy anh đang rung á. Thì dạ, anh rung anh... thì anh hay nói chuyện với bạn nữ thì thường anh hay rung lắm, nên lý do tại sao mà anh giờ vẫn còn ấy. Cho anh hỏi là em sống ở đâu ạ? Em hiện tại là đang sống tại Củ Chi ạ. Củ Chi thì có thể nếu mình tới nhau thì có thể cuối tuần thứ bảy nhật thì anh có thể xuống Củ Chi. À, dạ thường á, tại vì em làm khu du lịch đó anh, cho nên là thường thì cuối tuần thì em sẽ làm và em chỉ được nghỉ ngày thứ hai thôi. Rồi xong. Không sao, thì lúc đó thì thật sự ra Sài Gòn mà từ quận 5 về Củ Chi cũng gần, không sao đâu. Thì một tiếng đồng hồ thôi thì có thể mình gặp nhau. Rồi vậy là được ha. Giờ mình bàn coi khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được em trai. Theo em thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân á? Dạ em thì em không có bị giới hạn về độ tuổi á, tại vì kiểu em chỉ thấy khi nào thích hợp thì cưới thôi. Anh có gấp kết hôn không anh? Thật sự ra thì anh cũng 32 tuổi rồi. Nếu mà có thể nhanh thì anh cũng muốn nhanh chút xíu. Tại thật sự ra 32 tuổi cũng độ tuổi trưởng thành để lập gia đình rồi. Dạ, dạ nhanh là bao lâu anh? Có thể ví dụ như mình quen có thể 1 năm hay 2 năm có thể tìm hiểu cũng được. 5, 6 tháng gì gấp. Dạ. Tại vì em sợ bạn nữ nhiều khi con gái người ta sẽ khi mà yêu đương yêu một người thì người ta sẽ khó khăn hơn. Nếu mà gấp rút là 6 tháng được không? Hỏi đi. 6 tháng là very good lắm rồi. Thật sự em cũng thích lắm. Trời tại vì ở phường cũng nhiều người cũng nói là em lấy chồng lấy vợ đi. Để lâu quá. Không rồi. Để mời mấy cô đi đám cưới nữa. Nên em cũng nếu được thì 6 tháng thì rất là very good. Lấy còn... vợ được nha, đừng lấy chồng nha. Dạ. Vợ bị liệu ạ, dạ. Rồi, hồi hộp quá đúng không? Dạ. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái hát bài cho đổi hồi hộp nào. Dạ, em không biết ca, bạn gái ca hả? Dạ. Cứ bước tới nắm tay bạn gái lên cho dạ, trao cảm xúc với nhau. Rồi bạn gái hát gì hát đó. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay. Đó, bắt tay luôn. Nắm gì, tay, gì nắm vậy Phúc? Dạ, nắm tay vậy. Hả, nắm sao kì? Dạ, nắm tay vậy. Nắm. Nắm tay à? Ừ. Nắm hai tay luôn coi, nắm tay bên kia nữa coi. Rồi coi tay bạn nắm rồi cái cảm giác sao? Hả? Cảm giác điện giật. Bạn gái có thể hát tặng cho bạn trai một bài. Em sẽ tặng anh một bài hát ạ. Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. Chiều nay không có anh em buồn như lớp xưa. Chiều nay góc phố cũng biết buồn, thỏ bay cuối con đường. Chiều nay không có mưa rơi em lần em. Trời hát hay quá. Cảm giác thế nào nói bạn gái biết. Đừng có buông tay ra, nắm tay cứ nắm tay thế. Em cảm giác thì thật sự là em rất là vui, thích. Thì giống như là sau này ví dụ như đám cưới thì giống như có bạn ca thì cũng được. Tại vì em thích đám cưới mà thay cho dâu chú rể cùng ca, xong ca lắm. Rồi thôi tao bấm luôn rồi. Em không có. Kệ. Sao? Em nói một câu gì đó thật ngọt ngào với cô gái đi. Để mình thuyết phục cô ấy sẽ bấm. Bởi vì giờ em bấm rồi đó. Tại sao em phải ế trong khi anh đang ngồi kế bên? Ôi ơi. Rồi, bây giờ nè. Mình quyết định nha, trong 3 tiếng đếm nè. 1 2 3. Thời gian. Em không bấm hả? Em bắt tay anh.
Dạ, thì em rất là vui khi mà hôm nay tới đây được gặp anh. Và anh thật sự là một người rất là tốt luôn. Nhưng mà chắc là do cái cảm giác trong em á, là chưa có đủ để mà em bấm nút. Thì hy vọng là mình vẫn có thể làm bạn, biết đâu sau này có một ngày là mình có thể tiến tới một mối quan hệ tốt hơn sau khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn. Hãy mở lòng ra, hãy đón nhận những điều mà chúng ta xem như là có cơ hội để chúng ta gặp đấy nha. Hãy suy nghĩ lại. Anh mong rằng hai đứa sẽ cố gắng kết nối nhiều hơn nữa. Cố gắng nha. Dạ dạ. Rồi thôi, mình tặng quà thôi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan, thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây.